Còn cá linh kể cả nước à, cá đó múc múc để thêm vô thì ăn đi, ăn đi uống nước à. Nhiều lắm, quá ngon ngon. Mình nói chín đó. Chào mừng bạn đến với kênh Quốc Toàn TV. Bây giờ đó là vào mùa cá linh rồi nha các bạn. Do là đầu mùa nên là cá linh nó không được bự. Mình đã làm cũng gần xong rồi. Bây giờ là mình sơ chế, mình rửa qua nhiều nước và mình để gáo cho nó sạch sẽ. Và mình hôm nay mình sẽ làm một cái lẩu mắm cá linh với thịt bà gọi nha các bạn. Cá mình sơ chế qua nhiều lần, mình sẽ để lên cái gỗ để cho nó thiệt là sạch và gáo nước. Cá sau khi mình rửa sạch và làm sạch mà mình để trên trong gỗ cho nó gáo nước. Và bây giờ mình qua tới thịt ba rọi. Trước khi mình làm thịt ba rọi là mình phải bóp muối nhiều lần nha các bạn, cạo sạch sẽ và mình thái nó ra cho nó vừa ăn, để mình để vô lẩu mắm cho nó tăng thêm cái độ ngon của cái lẩu nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi mình đi làm nước lẩu các bạn ơi, mình sẽ đo cho vào đây là khoảng một lít nước. Và kế tiếp là mình cho cái con mắm này là con mắm cá chốt nha các bạn, nó sẽ ngon hơn cái loại mắm khác nha, tại mình làm cái nước lẩu mà. Sau khi mình cho cá chốt này vào nước rồi mình sẽ đun cho nó thiệt sôi nha các bạn. Nó sôi rồi nó sẽ gã thịt và con mắm nó rất là thơm và cái vị ngọt tự nhiên của nó là rất ngon nha. Đấy các bạn thấy không, nước nó sôi hơi lâu là nó sẽ gã thịt ra. Rồi mình cho vào một cái nồi khác, mình lấy một cái nồi khác là mình sẽ lược nước lại. Sau khi mình lược xương của con mắm lại á, thì đây vẫn là cái nước nó đang còn nguyên chất, nó rất là đậm đà, nó còn hơi mặn nha các bạn. Mình phải cho thêm một lượng nước vừa phải và mình sẽ vẫn là đun sôi cho nó nha các bạn. Đun cho nó thiệt sôi rồi mình sẽ nêm nếm lại. Trong thời gian đó mình sẽ đi rửa rau nha. Do là sáng mình bận việc nhà nên mình không có đi hái được mấy cái loại rau mà đậm chất miền Tây đồng quê nha các bạn. Mình chỉ hái có một số loại rau như rau nhút với một số loại ngòi này nọ thôi nha. Còn thiếu điên điển mới bông súng, tại mình không có thời gian các bạn ơi. Mình phải đi làm việc nhà rồi chăm ớt với nhổ ngò nữa. Trong thời gian mình rửa thịt cá với rau củ quả, chắc lúc này là cái nước lẩu mình cũng rất là đang sôi nha các bạn. Mình sẽ vào là mình hớt bọt cho nó thiệt sạch, nhìn cái lẩu mình nó cũng sẽ rất là ngon. Sau khi mình hớt bọt xong á là mình sẽ cho thịt vào trước nha các bạn, để cho thịt nó chín mềm. Vì thịt này mà để cùng lúc với rau củ quả nó sẽ không chín đâu nha. Mình phải để trước khoảng tầm 15 phút. Sau khi mình để thịt xong là mình sẽ đậy nắp lại cho nó mau chín nha các bạn. Và một lúc sau thịt nó chín rồi là mình sẽ hớt bọt nhiều lần nha các bạn. Và mình sẽ cho rau củ quả vào. Trong thời gian đợi rau củ quả chín á, mình sẽ soạn nồi cơm điện nha. Mình thì thường ăn nồi cơm điện chứ bếp ga là không có xài quạt gió được các bạn ơi. Nồi cơm điện là mình xài quạt thoải mái, nó không có gây nóng nực. Mình ăn lẩu là rất là ngon. Sau cùng là mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha. Tùy theo khẩu vị của từng người mà mình nêm nếm mặn hay là ngọt, mình cho thêm nước mắm thì nó sẽ thơm hơn muối nha. Muốn ăn cay thì các bạn thêm ớt. Và thức ăn mình cuối cùng cũng đã chín rồi, mình sẽ sang qua nồi cơm điện để ăn. Mình xài quạt gió nó không bị nóng như bếp ga nha các bạn. Bếp ga thì mình sẽ không xài quạt gió được. Và mình ăn lẩu này thì nó sẽ rất là nóng nực. Bây giờ là mình sẽ sang qua nồi cơm điện và dọn cơm cái ăn các bạn ơi. Làm nãy giờ là cũng đói rung rã ruột hết rồi, mà cái mắm này nó thơm mà chịu không có nổi đâu nha. Còn với phần con cá linh là bạn không nên để cùng lúc với thịt và rau củ quả nha. Vì để cùng lúc nó là thịt con cá nó sẽ rã, nó không còn ngon nữa. Mình sẽ ăn bao nhiêu là mình sẽ trụng bao nhiêu. Cá linh là rất là mau chín, nó cũng rất là nhạy lửa, mình vừa để vô chút xíu là nó sẽ chín rồi. Ăn thịt nó còn ngọt, còn mà mình để lâu thịt nó rã mình gấp nhiều khi cũng không dính đâu các bạn ơi, là nó mất cái vị ngon của con cá linh này. Và bây giờ mình mời các bạn ăn cơm cùng với gia đình mình nha. Đây là miếng thịt ba rọi mà nó thấm vị mà nó rất là mềm mà các bạn. Ngon. Và kế tiếp là món dưa hấu nha các bạn, ăn nó có vị ngọt, có cái hậu nó thanh mát, nó ngon lắm. Nhưng mà nó rất là nóng nha. Nhất là cái trái dưa hấu non này và cái trái cà tím là nó rất là nóng nha các bạn, ăn nên cẩn thận nha. Do công việc của mình là không có đi hái rau được nhiều các bạn, mình đây chỉ hái được một số rau gần nhà thôi nha. Ăn lẩu mắm này là phải cần rất là nhiều loại rau, cái này còn thiếu nhiều bông súng điên điển là mấy cái rau nó đậm chất miền Tây á. Mà tùy theo khẩu vị mỗi người, ăn lẩu mắm này nó không có hạn chế cái vụ rau nha bạn. Rau càng nhiều ăn nó là càng ngon nha. Đấy, còn thường á là mình phải còn cá hú hoặc cá bông lau nữa, là mình phải thái ra nhúng lẩu mắm là nó mới ăn nó rất là ngon nha.
Mời các bạn ăn cơm lẩu mắm cá linh với gia đình mình nha. Do là lần đầu tiên mình quay clip á, nó không được hay các bạn ơi. Mong các bạn đóng góp ý kiến và mình comment bình luận cho mình nha. Nếu thấy clip hay á, bạn đăng ký và cho mình một like và đóng góp ý kiến để cho mình quay video hay hơn nha các bạn. Mặn nhỏ cá bự, bữa đó một con cá có chút xíu mặn chết luôn. Nó lên ngon quá à.